Quên nữa, nhận cái lá thơ của sư phụ gửi kêu mình lên gấp để gặp Lan, mà quên hỏi là chùa nào. Lên đây biết bao nhiêu chùa rồi, giờ không biết Lan ở đâu. Lan, em còn nhớ không, thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn. Ôi, tôi rất là thương thay cho nàng. Chúng mình đã nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan mà Lan. Vậy mà giờ này Lan ở đâu? Lan ở chùa nào? Lan! Lan! Chuông đổ chùa xa, chiều tan đường về đêm cùng Lan chung bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thì Lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói thương mãi nghe anh. Em yêu anh chân tình, nếu duyên không thành điệp ơi Lan cắt tóc. Quên đời vì anh. Lúc đó cứ tưởng là em nói chơi để hù anh thôi, nào ngờ em làm thiệt. Lan, tại sao em bỏ anh đi tu vậy Lan? Còn cái chuyện của Thúy Liệu, anh quan lắm, anh bị người ta gài mà Lan ơi. Chuông đổ chùa xa điệp. Chuông đó là của chùa này chứ của chùa nào đâu mà xa. Ủa vậy hả? Thí chủ không nghe gần lắm sao mà nói như vậy hả? Lỗ tai không được thính mấy. Tiểu sư phụ, chào tiểu sư phụ. Có tiểu. Vì tôi nôn nóng quá, tôi tìm người xưa đó tiểu sư phụ, nên tâm trí tôi bị rối hết, không còn phân biệt được tiếng chuông gần hay xa nữa. Thí chủ lầm lẫn cũng phải mà, vì gác chuông đang xây lại, cái chuông thì đang treo đỡ phía sau chùa. Vậy à, hèn chi nghe xa quá. Tiểu sư phụ cho tôi hỏi thăm, chùa này có ai mới đăng ký vô tu không? Chùa nào mà không có người tu chứ. À không, ý của tôi là có người nào mới vô tu không? Bao la. À vậy à? À, tiểu sư phụ có thể cho tôi biết có người nào tên là Nguyễn Thị Lan mới vào không? No. À hả? Ở đây chỉ có nam tu thôi. Chỉ có hòa thượng không à, chứ không có ni cô. Thí chủ tìm lầm chùa rồi đó. Lan ơi, vậy là điệp trọn đời này không thấy mặt Lan rồi. Thí chủ vừa nói gì? Ai là điệp? Hả? Thí chủ vừa nói gì? Thí chủ nói ai là điệp? Tôi là điệp. Hả? Vũ Khắc Điệp. À, tôi nè. Ây da, vậy là tôi đã chờ thí chủ mấy ngày rồi đó. Ủa, vậy hả? Ừ, tiểu sư phụ chờ tôi hả? Để tôi nhìn. À, bạn học, có phải là tôi và à đúng rồi, bạn học đi mà. Hồi đó tiểu sư phụ học ở tầng trên phải không?
À, đúng rồi, tôi ở dưới nè. Biết mà. Ủa, lâu quá sao còn nhớ tên tôi vậy? Nhớ chứ. Sư phụ trụ trì kêu tôi chờ thí chủ đó. Trời, lâu quá ha. Từ khi tiểu sư phụ nghỉ học tới giờ á, cũng mười mấy hai chục năm rồi mới gặp lại á. Thôi không ấy, lâu quá tôi gặp lại tiểu sư phụ. Bây giờ tiểu sư phụ cho tôi gặp trụ trì đi. Trụ trì đi cúng dường ở xa lắm. À mà sư phụ còn nói là cái người mà thí chủ muốn gặp mặt hiện giờ sắp đi về nơi xa rồi đó. Mới vô tu mà đi nữa rồi sao? Trời ơi, vậy là đến phút cuối tôi cũng chậm chân, giờ biết phải làm sao. Lan ơi, làm sao gặp em? Xin thí chủ đừng nóng lòng như vậy, thầy tôi có dặn dò phải dẫn người vào hậu liều. Mô, ủa, hậu liều là ở đâu vậy? Hả, hậu liều là cái gì? Hậu liều mà thí chủ cũng không biết nữa à? Làm sao tôi biết? Ờ mà làm sao thí chủ biết được? Ừ. Vì thí chủ đâu có ở trong chùa này đâu mà biết chứ. Dạ. Tôi giải thích cho thí chủ nghe nha. Mô Phật. Coi bộ thí chủ cũng có cái tâm tu rồi đó. Lên đây là vừa rồi. Hậu á là phía sau. Còn liều là túp liều. Nói tóm lại, hậu liều là phía sau chùa có một túp liều. Vậy sao? Nho ha. Giải nghĩa nho. Vậy thì đưa tôi đi nhanh đi. Tôi sợ không còn kịp nữa. Tiểu sư phụ à. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Từ cái gì nữa mà từ? Thí chủ không biết sanh ly tử biệt là chuyện thường tình sao? Thường cái gì mà thường? Lan chết mà không kịp trăn trối. Trời ơi, kỳ này chắc tôi chết theo Lan quá. Ôi, quả là một tình yêu cao cả. Thì ra người ở trong hậu liều là gái giả trai à. Tôi đừng có nói nhiều. Tiểu sư phụ hãy đưa tôi gặp Lan đi. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Trước khi đi thầy tôi có dặn là thí chủ vào hậu liều phải mặc áo cà sa. Được. Thắt cà vạt. Hả? Mặc cái gì kiểu kỳ vậy ông? Vô chùa mà thắt cà vạt làm chi? Thôi, mặc áo cà sa thôi, khỏi thắt. Dạ. Rồi, tôi nghe lệnh của sư phụ. Áo đâu? Đưa đây tôi mặc liền, tôi vô gặp Lan một chút đi. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Áo cà sa tôi để ở trong chùa rồi. Vậy thì tiểu sư phụ dẫn tôi đi mặc đi, tôi nôn nóng quá rồi. Giúp tôi đi tiểu sư phụ. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Tôi nóng mà từ hoài. Xin thí chủ đừng làm huyên náo chấn động cửa chùa. Tôi nãy giờ tôi có la đâu. Thí chủ hãy theo tôi. Từ từ. Thiện tai. Đi cũng phải từ từ mà đi chứ. Cho sao xô lòng xô lòng bay xe con xéo ê bay xe xô lòng bay xe con xéo ê bay luôn. Lan sư phụ, sao sư phụ lại biết tên con vậy? Nếu đã biết rào thì con cũng xin nâu thiệt. Con không phải là Vũ Khắc Điệp, mà tên thiệt của con là Nguyễn Thị Lan. Biết rồi, bạch thầy đã biết rồi, còn nói thiệt chi nữa. Âu sư phụ, con biết kẻ họ của con nữa sao? Sao lại không biết? Lan
Lan. Anh. Nè. Âu. Không phải Lè sư phụ. Ông Lè ai? Ông đến đây để làm gì? Lan ơi, anh đến đây vừa kịp luôn để đưa tiện em về thế giới muôn đời. Thần quân, tại sao có một người ác độc như vậy? Tại sao lại trù yểu tôi? Tôi chưa chết mà. Anh là ai? Lan ơi, em không nhận ra anh sao? Xin lỗi, mắt mờ quế rầu. Chỉ nghe được cái tiếng thì thấy quen quen, nhưng mà không có thấy cái gì hết trơn. Anh nói đi, anh là ai? Ai là anh? Anh là người dễ thương đang yêu, đã đi tìm kiếm em bao ngày. Xin một lần gặp Lan và nói. Nhưng anh là ai đây? Hù 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 hù. Ai ai ai? Lan ơi sao em không nhớ anh đây chính là? Ai ai ai? Năm xưa em đã trút ống cành mà. Ai ai ai? Điểm đây Lan ơi sao em không nhớ anh đây? Đừng ho nữa. Em. Cô gượng ly em. Em bệnh nặng lắm rồi Lan à. Anh biết phải làm sao đây? Nhớ anh không Lan? Anh nhắc lại cho em nhớ. Ba đồng hai đó. Nhớ cái vụ đó không Lan? Trời ơi, nhớ rào. Kẻ đời Lan này có giờ cho ai tiền đâu. Vậy mà cũng cho trai ba đồng hai là tôi đưa cho Điệp đi thi đó. Đó, đúng rồi, em nhớ rồi mà. Anh là Điệp đây, Điệp đây nè. Anh Điệp. Lan. Điệp ơi. Lan. Anh đến đây em mừng quê trời quê đất nè. Đi anh. Đi đâu Lan? Đưa em đi bệnh viện đi anh. Khoan, khoan đi. Chưa cần đâu. Mới gặp, anh chưa hỏi thăm gì hết mà. Từ từ đi. Cái gì cũng phải từ từ em mà. Em, bây giờ anh hỏi thật, sức khỏe em như thế nào? Có khỏe không? Trời, anh có khùng không? Nãy em đã nói một câu là đưa em đi bệnh viện đi. Bây giờ anh còn hỏi em còn khỏe không? Anh ơi, em bệnh gần chết rồi nè. Em biết mà, anh đâu còn thương em nữa. Thương chứ. Anh đã có con Thúy Liễu rồi. Trời. Anh đã vẹn bảo tôi rồi, Điệp. Bao. Anh phụ em hồi nào đâu mà nói vậy trời ơi. Vào một ngày chợt bóng gian ấy, trong rất sơn thân ấy tìm anh đến hôm nào. Rạo từng ngày chợt nhớ bóng gian ấy, nay ngỡ như chưa quen người bước đi xe máy. Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây, nhưng nỗi nhớ như hằn sâu trong tim. Mà nào anh có hay? Thôi, người tiền hỡi em nào biết tâm hồn anh. Từ ngày vẫn luôn anh có bóng hình em, mà sao em quay đi bao kỷ niệm trôn vùi gì vào? Yeah yeah, mai cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh. Dù tình hỗn em đã có sao trời mây. Còn lại anh ôm nỗi cô đơn mình anh. Ho à, ho hoài vậy? Em lo cho anh. Anh hét anh mệt không? Kệ anh đi, anh có sức khỏe mà. Em nghe em mệt quá à. Em có sao không? Hình bóng của em khuất sâu trời mây là siêu.
Thương em mà sao cứ trù yếu em hoài vậy anh? Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em đi. Vì anh muốn chứng minh tình yêu của anh đối với em. Nhưng vì lúc này văn chương của anh nó bị, trời ơi nó túng quá. Anh bị rối hết trơn rồi. Em đừng giận anh nghe. Sao giờ này anh mới táo vậy? Sao anh biết Len ở đây mà tới? Em đã né mặt anh rào mà hở ngự phản bạo kia. Thôi đừng có chửi anh nữa, tội nghiệp cho anh mà. Nghe anh nói nè Lan, vụ của con Thúy Liễu á. Biết mẹ. Là anh bị gài. Trời, bị gài à? Sao em cố tình không cho anh gặp mặt em vậy Lan? Em có biết anh tìm em quá chừng không Lan? Anh tìm em không được. Nếu sư phụ không đưa anh tới kịp thì giác mình vĩnh biệt muôn đời mà không nhìn thấy mặt nhau. Lan, anh rảnh ghê ở không à? Trù éo tôi hoài vậy. Không đâu. Điệp muốn tôi chết lắm phải không? Không. Thôi em đi em lại, đừng có ho nữa mà. Đi đi. Đi đâu bây giờ? Điệp đi về đây. Đỡ đây tôi chết cho Điệp vừa làm. Đừng có nói bậy. Tại sao đuổi anh hoài vậy? Trong thơ sư phụ dặn rõ ràng, kêu anh lên gấp. Lan có chuyện quan trọng muốn nhắn gửi với anh mà. Lan, chuyện gì? Chuyện gì vậy? Em nói đi Lan. Tôi rành tính anh mẹ. Nếu sư phụ mà không nhắn, nếu không có cái chuyện quan trọng kia, thì Điệp dễ gì mà tới đây gặp Len phải không? Thì cũng đâu đó đó. Nhưng mà không đâu. Ý anh là sư phụ không nhắn thì anh đâu có biết Lan ở đây mà anh tìm. Còn bác Tú đâu? Bác Tú đâu? Sao không lo cho Lan? Sau khi bán đất có tiền, ba tàu sinh tật sang sinh chiều say, lại còn thêm có cái máu, cái độ đé ghè, thua quá trốn nợ luôn rào. Nhắc chi buồn quá. Lan, nghe nói Lan cũng đánh đề dữ lắm phải không Lan? Trời, đứa nào mà ác mồm ác miệng, dựng chuyện xây hồ lên vậy trời? Anh nghe cái vụ đó ở đâu vậy? Tôi là người ít học thiệt, nhưng tôi đâu có ở không dại dột mà chơi ba cái thứ đó. Xin lão anh nha, con ngừ tôi biết mằng ăn lắm mè. Tôi mới mở nguyên cái đại lý bia nước ngọt ngay trước tại nhà kìa. Đại lý ở nhà là của em đó hả? Anh thấy, anh đi ngang anh có thấy, nhưng mà anh tưởng là em cho mướn mặt bằng. Sống ở đời là phải biết quý trọng cái đồng tiền. Tiền, money là trên hết. Quý trọng những gì mà mình may mắn có được, chứ không phải như ai kia đâu. Lưu lỏng, tứ đổ tường. Vậy là Lan muốn nói tới bác Tú hả? Đúng, bác Tú hư quá mà. Bè tao chỉ mới có nhị đổ tường thôi, còn tứ đổ tường là Điệp đó Điệp à. Tôi sao? Anh đó, chính là ông đó. Rượu chè thì bê bét, uống thì cũng uống một hai ly thôi, chứ đâu mà tới nỗi mà chui vô mùng con liễu mà cũng không biết nữa. Trời ơi, cứ trách tôi hoài à. Nghe tôi nói nè, tôi oan lắm. Tại hôm đó bác Phủ Trần cho anh uống rượu pha cồn nhiều quá, cho nên anh nhức đầu. Vì vậy á, nên nên mới mắc phải cái đổ tường thứ hai phải không? Đổ tường thứ hai là gì em? Là gái đó. Hỏi gì mà hỏi đơn giản vậy? Dù có nhức đầu cỡ nào thì cũng phải biết chứ. Có đâu mà vô phòng thấy con Thúy Liễu rồi ngủ ly bì ở đó mà không biết bò ra ngoài để rầu người ta bắt quẻ tan. Cái đó tôi bị gài, tôi bị gài mà. Thao đi che, cha sẹo quá. Cha cố tình vô thì cha nói đại đi.
ông không gài người ta thì thâu, chứ ai rảnh mà người ta gài ông được. Nhưng cái đó tôi cũng không có tức bằng cái đổ tường thứ ba của ông. Cái gì? Còn cái gì nữa Lan? Hút sách. Nói qua cứ hút qua nào. Trời ơi, hút qua nào. Thì vừa hút thuốc rồi vừa đọc sách. Cuốn sách mà tôi ôm ấp, tôi nâng niu, tôi không dám làm rách, tôi cho Điệp mượn đọc. Nhưng đã đọc sách còn hút thuốc làm gì? Cho nó lủng mấy lỗ của tôi vậy Điệp. Tôi thờ, tôi thù anh quá. Rồi, cho là vậy đi. Tôi cái gì tôi cũng chịu hết. Nhưng còn cái đổ tường mà thứ tư là cái gì? Nói luôn đi cho tôi biết. Cờ bạc. Thời gian anh làm rỡ nhà ông Phủ Trần, Điệp lần lẫy là tay cá độ đá banh có tầm cỡ. Làm như tôi không biết hả? Tôi rành anh lắm Điệp à. Lan ơi, em bệnh nặng lắm rồi Lan à. Em không phân biệt và hiểu biết thế nào là tứ đổ tường hết, mà lại ghép tội cho anh hoài vậy Lan. Lan, nghe anh nói, đứng lên đi, nghỉ ngơi. Ủa không, nằm xuống, khoan đứng hả, nằm đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe anh nói nè, cái chuyện rượu chè và gái gì đó mà Lan vừa chỉ trích anh đó, thật sự là có. Lúc ghé thăm bác Phủ Trần, ông mời anh nhậu, cho anh uống rượu kiểu gì mà một xị rượu mà tới ba xị cồn lận, làm sao anh chịu nổi. Anh đâu biết nhậu đâu, cho nên anh gục tại chỗ, nên mới bị khiêng vô phòng của con Liễu. Còn cái vụ ké độ đá banh, chắc tôi đâu có dựng chuyện đâu. Tôi không hờ biết nói oan cho anh. Thôi, mà phải em, không Điệp. Em đừng nói lớn tiếng. Em dưỡng sức đi, để anh nói hết cho. Chuyện đó thì có luôn, nhưng nó là vậy nè. Tại anh làm vậy là anh trả thù đó. Trời, thiệt hả? Anh lão hình con em. Sau khi ông bà phủ bắt buộc anh phải ở lại của cái tài quan của con Liễu đó, em biết chứ. Anh buồn lắm. Anh muốn bỏ đi mà bỏ đi không được. Cho nên anh quyết định anh trả thù. Bằng cách nào đây? Không lẽ anh giết hết nguyên gia đình người ta? Không được. Anh phải làm cho gia đình người ta tán gia bại sản vì anh. Bằng cách anh vẫn cá độ bóng đá cho hao tài tốn của. Anh làm cho gia đình tan nát để bỏ ghét được không? Trời, chẳng lẽ cái đầu óc anh dễ sợ vậy sao? Nhưng nếu anh đã cá độ lỡ có thắng thì vô tình làm giàu thêm cho họ, chứ trẻ thù cái não gì á Điệp. Em không biết cá độ đâu, làm sao thắng được. Thén cho sao ông thén? Tôi thấy người ta giàu nhờ cá độ quá trời kìa. Thôi bệnh mình đừng có nói nhiều, nín đi để tôi nói hết cho nghe nè. Bắt đổ thì cũng thắng và thua, nhưng tôi siêu lắm. Tôi lựa đội thua tôi bắt không à. Có ai mà cái đội mà Latvia mà chấp Bồ Đào Nha 2-3 trái đâu. Vậy mà tôi bắt cái đằng dưới chấp trên 2-3 trái. Rồi ăn cái gì? Ăn mài á. Đánh có mùa bộ gia đình muốn banh chành đó, gia đình làm sao chịu nổi. Phải để tôi đi thôi. Là vì ai? Trời ơi Điệp ơi, tôi không ngờ bây giờ con ngờ anh nó quỷ quyệt cỡ đó. Tôi nỡ anh thiệt đó Điệp. Vậy là anh đã bị ông Phủ Trần đuổi thiệt rồi sao Điệp? Em đừng có nói nặng anh. Anh buồn mà em buồn nói nặng. Câu đuổi nghe khó nghe quá. Hay dùng câu khác cho nó trí thức chút được không? Theo Điệp thì đuổi những người trí thức người ta gọi là gì vậy Điệp? Lan không biết. Sa thải. Trời ơi, đang bệnh nặng dữ lắm mà nghe hai chữ sa thải. Tôi mắc cừ quá. Thôi bạn đừng có cười sự đau khổ tôi nữa mà. Vậy còn cuốn sách của tao, tại sao lại hút thuốc để cho nó lủng che nó mấy lỗ vậy ông? Nghe anh nói, em đừng có nói. Bệnh mà nằm im đi để anh nói cho.
còn tôi tức quá tôi phải nói cho. Thì nghe tôi vân trần nè. Thì vân trần đi. Cuốn sách của em á. Sao? À, mà không. Mà không là sao? Nói đúng hơn á, nó là cuốn nhật ký chứ đâu phải là sách nhật ký. Đúng rồi, nhật ký nói về chuyện tình Lan và Điệp. Anh nhớ. Nhưng tôi đã nói rồi, phải hiểu tôi chứ. Cái vụ con Liễu là sự cố mà. Trong nhật ký có nói rất nhiều đoạn viết nói xấu tôi. Tôi thấy chứ bộ. Tôi giận quá, cho nên tôi lấy nhà tôi chích cho lủng mấy dòng chữ đó. Chứ Lan đâu biết là từ xưa tới giờ tôi đâu có biết hút thuốc đâu. Tôi biết hút thuốc có hại cho sức khỏe mà, làm sao hút. Nói vậy là những việc làm của anh đều đúng hết sao Điệp? Lan, nghe anh nói nè. Anh nghe tin Lan hấp hối, anh vội vã về thăm. Đã không cảm ơn mà còn nặng nhẹ đem những lời trách móc anh làm gì nữa. Những việc làm của tôi là đúng hết. Tôi sẽ không tiếc về những việc mà tôi đã làm đâu. Anh Điệp! Nào biết được anh không hờ hậu tiếc, em nơi đây sẽ không mong chờ. Bao yêu thương đem mơ cũng sẽ rào xè. Có như lúc anh nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người, con tim yêu được ơi ra đi thật sao. Em đâu hay tìm anh chỉ có em. Em ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ, anh ra đi mang theo bao khát khao. Còn gì cho nghe mai rời xa, tình còn nghe xót xa. Rào xe đường mình te vỡ te, mai rời xa đời bình yên vắng em, anh sẽ hoài cô đơn hơi em. Khóc chi con tim dài khó, tình yêu sẽ qua hầu. Xin ngủ yên giấc mơ im. Thôi em bình tĩnh lại đi, em bệnh mà em làm quá à. Tình của em gần ngủ yên rồi đó Lan. Lan ơi, những gì em muốn nói với anh sao em không nói? Anh sợ không kịp đó Lan à. Em có biết là sư phụ nói em nhắn anh lên đây có chuyện quan trọng mà, sao nãy giờ em cứ nói cái gì đâu không? Em không nói cái vấn đề quan trọng với anh đi. Nói đi. Trời, nãy giờ đang bệnh mà gặp anh rồi em nói qua nói lại, cứ tưởng mình là hết bệnh không à. Bây giờ mới sực nhớ lại là mình đang bệnh nặng. Gì vậy em? Em à, em đừng làm anh sợ Lan. Đừng làm anh sợ. Có chuyện gì vậy? Nằm xuống đi, nằm xuống đi. Có tiếng gì vậy? Đâu? Tiếng ma quỷ phải không? Bậy, ở trong này chùa mà làm gì có quỷ ma vô được trời. Nó bậy không à? Không có quỷ ma gì gì, tiếng phù thủy phải không? Lan Lan, em mê sảng rồi. Em mê sảng rồi. Để anh nghe có tiếng gì. Tiếng quái vật, đúng rồi. Còn nến đi bệnh mà cứ la hoài. Tiếng gió. Tiếng gió em à, không có phải tiếng ma quỷ gì đâu. Anh thấy em đuối rồi đó. Bây giờ em không còn sống được bao lâu đâu. Em nói đại đi, nói cho anh nghe đi. Em muốn nhắn gửi gì, nói cho anh nghe đi mà. Điệp, Điệp ơi. Anh đây, anh đứng sát bên em đây. Anh hãy nghe em hỏi mà trả lời cho thành thiệt nghe. Nói, nói đi. Em sắp chết rồi đó Điệp ơi, nghe Điệp. Em nói nè. Anh giờ con mắt anh biết rồi, gần đi rồi mà, nói lẹ đi. Nói như vậy thì em mới có lòng tin và gửi gắm cho anh những việc quan trọng, hệ trọng cho anh được. Rồi anh tin, em cứ nói. Anh chờ nghe đây, nói đi. Anh Điệp,
Anh đây nè. Anh có nghe thấy gió nói gì không? Trời ơi, gió mà sao nói được mà nghe. Có mà, em có nghe mà. Thôi đi, gần chết rồi, đừng có nói nhiều quá, anh mệt lắm rồi. Em mê sảng anh nói cái gì đâu không à. Gió thì làm sao nói được mà nghe. Bây giờ nè, tiền cất ở đâu nói cho anh nghe đi. Tiền cất ở đâu? Gió ơi. Nữa. Gió hãy đưa ta đi đi. Lê Lan, em chạy đâu vậy? Trời, em mê sảng rồi, đừng có chạy. Muốn đi đâu anh đưa em đi. Lan, chậm chậm lại, đừng chạy. Gió ơi, gió hãy đưa ta đi đi. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Nói nhảm không là gần đi rồi đó. Báo hiệu dòm tôi thấy là hiện tượng xấu rồi. Lan à, tự nhiên rồi em quay ngược thời gian để làm con nít làm chi vậy Lan? Trời ơi, em chết, gần chết rồi mà khỏe quá trời à. Chắc hết thuốc chữa rồi Lan ơi. Em bây giờ còn giây phút cuối, em cố gắng, em tỉnh táo lại. Em nói cái chuyện quan trọng cho anh biết đi Lan. Nói đi em. À, bình tĩnh lại, em nói đi. Đừng ho. Cất mấy cái ho lại, nói mấy chữ kia đi. Mệt quá. Anh Điệp ơi, giờ em mới biết rồi. Em mệt quá. Anh biết, giờ tưởng em anh biết mà. Anh hãy đưa em vô bệnh viện gấp gấp đi. Em đuối quá rồi Điệp ơi. Hát một bài xong mà muốn chết thiệt. Thôi thôi, đừng có nói nhiều nữa. Nghe anh nói nè, bệnh của em mà trị đâu có nổi đâu. Đi bệnh viện tốn tiền lắm. Hồi còn đi học ở trên tỉnh, có người bạn học á, cũng mê sảng như em vậy đó. Trị tốn tiền dữ lắm nhưng không có sống nổi. Em à, em nên để tiền lại cho người thân hoặc người yêu của em thì nó có ít lợi hơn nghe. Anh nói có lý. Người thân, cha em thì trốn biệt rồi, còn người yêu, từ hồi nào tới giờ tôi chỉ yêu có một người thôi. Biết mà. Chứ đâu có được người ta yêu tôi đâu. Nói chi vậy Lan? Có mà. Có một người yêu em tha thiết. Người đó đâu có ai xa đâu. Anh nè. Em biết chưa? Lan, Lan ơi, em đừng có trách móc anh nữa. Nếu em có chết thì từ từ anh cũng chết theo em. Nhưng quan trọng là quan trọng là cái chuyện mà tôi muốn gỡ cho anh chứ gì. Đó, em còn sáng suốt quá. Em chưa chết đâu. Em mệt thôi chứ chưa chết đâu. Em sáng suốt lắm đó, Lan à. Nói dễ đi. Gì mà tôi chết được. Nhìn vậy là tôi còn khỏe lắm Điệp à. Thật sự là anh có cần cái chuyện mà em muốn gỡ cho anh không Điệp? Cần chứ, anh cần lắm Lan à. Cả cuộc đời này anh sẽ không quên được cái ngày hôm nay. Nhưng anh có gìn giữ nó như em đã cất công gìn giữ nó bao năm trời ròng rã không đi? Giữ mà, anh sẽ giữ nó. Anh sẽ giữ nó như em từng giữ nó. Em giao giao cho anh đi, nhanh lên. Để em đứt ngang rồi làm sao ai kể. Nhưng anh đâu có lo làm ăn. Anh cứ say mê cá độ đá banh. Em chỉ sợ anh cứ ham vui mơ chơi mà bỏ bơ nó. Vì nó là tài sản quý nhất của đời em. Bao năm qua em gìn giữ, em cất giữ nó như là béo vật của anh biết vậy. Anh biết em ơi, yên tâm đừng có lo. Tài sản của em là của anh mà. Nói lẹ lên đi, chết bất đắc kỳ tử rồi ai mà kể, là cứ than hoài. Kể đi. Trời. Vậy thì em đã an tâm rồi. Ờ vậy hả em? Điệp còn nhớ lần đi thi rớt gì không? Điệp có viết thơ đòi hủy bỏ lời giao ước của hai nhà không? Trời ơi,
Thì biết rồi đó là cái gì tôi thi rớt, tôi mắc cỡ. Chứ thật lòng thì tôi yêu Lan lắm mà, tôi không muốn xa rời Lan giây phút nào hết á. Tôi đã kêu Lan xé bức thư đó rồi mà. Lúc đó tôi nói xé, nhưng thiệt tình tôi cũng đâu có xé đâu. Lúc nào tôi cũng đỡ bên mình nè. Tôi xem nó như là béo vật của tôi vậy đó. Kỷ niệm mà Điệp, giờ tôi xin treo lại cho Điệp, phải giữ gìn cẩn thận thì tôi chết mới ngoan trớn được nghe Điệp. Biết biết, tôi biết mà Lan. Ôi, đâu, từ đây, có vậy thôi đó hả? Ủa, còn gì hết? Nói tới nói lui đưa có miếng giấy vậy đó hả? Cái gì quan trọng sao không đưa? Tự nhiên đưa cái lá thư cũ xì này làm cái gì? Đó cũng không phải là việc quan trọng. Mà đối với Lan, lúc này được gần Điệp, được nghe Điệp nói là Lan vui rào. Tôi nói riết tôi quải rồi nghe. Tôi bệnh tôi gần chết mà Điệp đừng có le tôi. Lan cần có Điệp. Điệp ơi, nhớ đừng mê chơi, đừng uống rượu nữa nhé anh. Hãy sống khỏe và cố gắng làm em chết. Thanh Kiều, Thanh Kiều, cuộc đời tôi sống không ai quan tâm tôi, không cần ai hết á. Nói tới nói lui cái đưa lá thư cũ xì à. Giờ sao? Tôi hỏi Lan nè, cái lá thư này á có nuôi sống tôi được không? Cái tớ thơ này có ăn được không hả? Nhưng đây là kỷ niệm của chúng mình mẹ anh yêu. Thì biết là kỷ niệm của chúng mình. Đúng là tôi có thương Lan thật tình đó. Nhưng thương Lan á là tôi thương cái gì tiền bán đất của Lan nhiều hơn, chứ không phải là tôi thương Lan. Tự nhiên à vô đi từ dưới Cà Mau đi 200.000 tiền xe lên tới đây có lấy cái lá thư của xì hả, làm ăn riết rồi coi tôi không ra gì hết trơn á. Chết thì chết lẹ đi, tôi mệt quá tôi đi nghe. Chào anh đi với Giang mà chi tình ta sẽ hơn. Rồi mai lâu em nào hay, ánh trăng còn đây, nhưng trăng mây cách xe tầm tay. Thế nhân đổi thay, ngày mai có biết còn ai, còn ai. Đời người dối trá những lúc cần mình, một làn tóc rồi trước bước người tình. Mặt trời xe xe bóng tao lạnh lùng, từng ngày mơ giấc mơ bình yên ơi. Ngồi nhìn những chiếc lá u liệt cành, lòng chợt tiếc nuối những giấc mộng vàng. Cuộc đời quá ngắn hay xong thật lòng, để ngày mai ta thấy nhau không ngại ngùng. Anh Điệp gần sắp chết rồi mà mỗi lần cứ phải hát là em gào lên em mệt hơn nữa. Anh Điệp ơi, anh đau rào, sao chung quanh em toàn là máu? Không phải, xin lỗi, toàn là màu tấu không vậy? Anh Điệp ơi. Thôi đi, nãy giờ tôi mệt lắm rồi nghe. Diễn hay quá. Trời ơi, trời có đứng rồi, giật giật rồi nữa. Tôi thấy ghê quá. Thôi đừng có diễn nữa, thấy ghê quá. Anh Điệp, có chuyện này không nói em sợ không kịp. Nói đi. Ở trong ngực của em có một cái hộp. Hả? Trong ngực em có một cái hộp. Rồi
trong đó có cuốn sổ ghi lại những người còn thiếu tiền của em. Tôi biết chứ. Lan, tôi làm bộ đi á, thì Lan mới nói thật cái chuyện này. Bây giờ tôi mới nói thật cho Lan biết. Tôi thương Lan lắm. Tôi đâu có muốn bỏ Lan đâu. Tôi biết Lan nhắn tôi lên đây để gửi lại những gì của Lan cho tôi mà, phải không Lan? Có gì không? Gửi lại cho anh đi. Có. Đâu? Cái hộp. Có ở đây có cầm cái chìa khóa. À. Rồi mở cửa đại lý bia nước ngọt. Rồi rồi, tôi thấy, đưa chìa khóa đây. Rồi anh thấy chưa? Đây nè. Em không thấy cho anh thấy. Nè, chìa khóa đó. Rồi nhắn gửi gì nhắn luôn đi. Thằng Thanh Lùng còn thiếu mình 300. Rồi rồi nhớ mà, còn gì nữa nói luôn đi. Em có viết cái giấy ủy quyền lại cho anh tất cả đó Điệp. Lan à, em mệt lắm rồi. Cô nhớ lại đi em. Những gì còn nhớ hết đi. Đừng ho. Cố gắng lên. Giấy đó cô ghi. Ghi cái gì vậy? Em à, cố gắng lên đi em. Đừng chết nghe, đừng chết. Nói hết đi rồi chết nghe. Nói đi. Ghi cái gì? Có ghi rõ anh sẽ toàn quyền quyết định chuyện của em khi em không còn. Anh biết rồi Lan à, anh biết rồi. Nhưng chuyện của em anh sẽ lo hết, anh lo hết mà. Em nhớ rồi. Thằng Hiệp ốm. Nó sao? Còn thiếu mình 595.000 nữa. Rồi rồi, anh nhớ rồi. Còn ai nữa, em nhắc luôn cho anh biết đi. Còn nhiều lắm. Em lấy bia nước ngọt 3 lần 2.3 triệu chưa trả tiền. Em thiếu tiền đá 800 chưa trả. Em ghi đề thiếu hết 3.4 triệu nữa. Thôi, nãy giờ em nói nhảm không à. Em mê sảng em nói bậy. Bây giờ em nói thiệt đi. Nói thiệt đi nha. Đừng nói nhảm nữa, anh nghe hết nè. Anh ơi, nãy giờ là em nói nhảm đó. Anh biết. Bây giờ mới là nói thiệt của em nè. Rồi, cái vụ nhà làm sao? Cái nhà em đã bán lâu rồi. Em mướn mặt bằng lại để bán. Nhưng mà tháng nay không có tiền để trả. Cái này thiệt phải không? Thiệt chắc luôn. Còn cái gì đó. Thiệt nữa nói đi. Thiệt nè. Thờ là không bao giờ biết nói léo. Em thiếu tiền đứng của bà tám xóm trên 20 triệu, lãi suất 30%. Vậy sao? Thiệt. Thiệt phải không? Chắc luôn. Đây, chìa khóa với cái hộp cầm đi. Nặng lắm rồi. Chết sớm nào tốt đi. Gia đình em trả đi nha. Tôi cứu ông nội đâu. Tôi giọt nghe. Anh Điệp, đừng bỏ em mà anh Điệp. Anh Điệp ơi, cắt chuông đi, cắt đứt dây chuông đi. Tôi không giựt nữa đâu. Anh Điệp, đừng bỏ em mà Điệp. Đừng bỏ em. Anh Điệp, cũng may là tôi không giao tiền cho anh. Chứ không tôi giao tiền cho anh là tiêu tôi rào. Anh mới là người hết thuốc chữa. Tôi làm vậy để anh quay về với con đường lương thiện. Nhưng tôi đã uổng công rồi mà. Nếu tôi không khôn ngoan nghe những lời ngon ngọt của anh, giao hết tài sản cho anh, kể như là giao trứng cho ác rào. Tôi đã thét.